600 cây nhỉ? Hơn 600 cây. Anh cho mấy câu của quản trị cho khách hàng nghe cái tiếng quản trị. Anh ở đâu rồi anh? Mình ở khu Phú Mây, Đông Hà. À, Đông Hà. Đông Hà quản trị. Gì? Khu Phú Mây. À, khách hàng Đông Hà quản trị. Khách hàng đến đây thì đông lắm. Gọi là rất là yêu mến anh này. Anh này đi xe máy ra đây 600 cây. Quay tiếng anh một chút. Hôm nay là ngày 15, ngày 30 tháng 4. 30 tháng 4 ngày giải phóng. Chưa gửi được hàng cho anh ấy. Nhân viên đi về hết đấy. Từ nãy giờ có bóng dáng nào qua đây đâu, đi bến Mỹ Đình hết rồi. Bây giờ lại còn gửi đi Yên Lập Phú Thọ. Đây. Cho quay vào điện thoại để cho khách hàng xem. Tháng 4 2018 gửi về to. Yên Lập là phải ra bến xe Mỹ Đình. Bây giờ khách hàng đang, nhân viên đang đi gửi ở bến xe Mỹ Đình cho Hòa Bình, cho khách ở Hòa Bình chưa kịp về để gửi Phú Thọ. Và một khách nữa ở Thái Nguyên. Và một khách ở bên Bắc Ninh. Alo. À, khách đấy gửi thông tiền qua xe ô tô. Xong em chuẩn bị về em gửi cho khách ở Yên Lập Phú Thọ. Yên Lập Phú Thọ. Đây là Phú Thọ là người ta chuyển khoản. Còn khách kia là cũng đang ngày nghỉ cho nên là không chuyển được tiền. Thì nhân viên đi và đi gửi cho xe ô tô nhá. Không, cứ ra gửi thôi xong rồi xem tiền đầu trên đấy nhá.